Xin chào các em, chào mừng chúng ta đã quay trở lại tuần học thứ 12. Ở tuần học thứ 12 này, thầy sẽ giảng cho chúng ta hai bài, bài 15, bài 25 và bài 26 được ghép lại thành một. Thì do là yêu cầu của Sở Giáo dục giảm tải, cho nên là ở bài 25 chúng ta chỉ học cái mối ghép không tháo được, đó là mối ghép đinh tán. Còn bài 26 là chúng ta sẽ học bài mối ghép bằng ren, à, mối ghép ren thôi. Rồi, vậy tiết 23, 24 chúng ta ghi bài, là bài 25, 26 mối ghép cố định. À, tựa bài là mối ghép cố định, một là mã mối ghép cố định. Phần hai là mã sẽ là mối ghép không tháo được, đó là mối ghép đinh tán, mối ghép bằng đinh tán, và cái mối ghép tháo được sẽ là mối ghép bằng ren. Chúng ta sẽ tìm hiểu ba cái phần này. Rồi, như vậy đi tìm hiểu thế nào là mối ghép cố định. Chúng sẽ gồm mấy loại. Chúng ta cho ví dụ minh họa. Thì khái niệm như sau. Mối ghép cố định là mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối với nhau. Chúng ta nhớ là không có chuyển động tương đối với nhau thì được gọi là mối ghép cố định. Như vậy nó sẽ gồm hai loại, loại mối ghép không tháo được và loại mối ghép tháo được. Thì cái mối ghép không tháo được đó là mối ghép gì? Mối ghép bằng đinh tán, mối ghép bằng hàn. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu mối ghép bằng đinh tán ở cái bài học 25 này. Còn cái loại mối ghép tháo được thì gồm có mối ghép bằng ren hoặc là then hay là chốt. Cái then, cái chốt là loại mối ghép tháo được. Tuy nhiên, chúng ta chỉ tìm hiểu mối ghép bằng ren, phần then và chốt chúng ta tự đọc nha, được giảm tải đấy. Rồi chúng ta sẽ vào phần thứ nhất là tìm hiểu về mối ghép bằng đinh tán. A nhỏ, cấu tạo của mối ghép bằng đinh tán. Thì chúng ta quan sát hình. Ở đây, hình bên trái, đây là hai chi tiết được ghép lại với nhau bằng một cái mối ghép, đó là chúng ta quan sát thấy mối ghép này nó có cái mũ hình chấm cầu phía trên nè và phía dưới nè, thì mối ghép này gọi là mối ghép đinh tán. Thì con người ta chú thích vô đó là đinh tán là cái chi tiết này, chi tiết một chồng lên chi tiết hai, hai chi tiết này ghép lại. Thì cái phần mặt này là mặt cắt, người ta cắt ra để thấy được cái ghép bằng đinh tán là như thế nào. Còn cái hình bên tay phải, đây là hai con đinh tán rồi, hai đinh tán rồi chưa ghép vào á, thì chúng ta thấy là nó có một cái mũ đinh thôi. Ở bên đây là dạng hình trụ, ở đầu nó hình trụ ha. Cái mũ ở đây là hình, mấy bạn thấy hình này hình gì nè, có phải là hình là nón cục không? Nó là hình nón cục ha. Rồi còn ở mũ cái con đinh tán này là hình chấm cầu, được chưa? Như vậy nó thông thường đinh tán nó có hai dạng mũ, chấm cầu hoặc nón cục. Rồi em hãy cho biết trong mối ghép đinh tán thì các chi tiết nào được ghép, các chi tiết được ghép thường có dạng gì? Thì mấy bạn thấy là đinh tán này nó chiều dài nó không có quá dài, đó, tương đối là nó ngắn nó vừa. Ở như vậy là ghép những chi tiết là không có quá dày. Như vậy chi tiết mà không có quá dày thì thường là chi tiết đó là có dạng dạng tấm, kim loại có dạng tấm. Mấy bạn ha, những cái tấm thép, những cái tấm kim loại nó có thể làm nhôm. Nó không quá dày. Rồi, tiếp theo câu hỏi là em hãy cho biết trong mối ghép đinh tán chi tiết ghép là gì? Mấy bạn coi chi tiết ghép nè. Chi tiết ghép số 1, số 2 là gì? Chi tiết ghép sẽ là đinh tán. Chi tiết ghép sẽ là đinh tán, còn chi tiết được ghép là các kim loại dạng tấm. Các bạn phân biệt ha.
Rồi chúng ta xem lại cái hình mô ghép bên tán. Đây chi tiết 1, chi tiết 2, hai chi tiết này nó dạng tấm. Rồi chi tiết ghép là đinh tán luôn qua hai chi tiết này. Rồi chúng ta coi cái mũ đinh tán lại lần nữa. Đây, mũ dạng chấm cầu và mũ hình ống cục này. Đó, ta chụp rất rõ cho mình. Rồi, đinh tán sau khi ghép thì sau khi ghép là mấy bạn thấy là cái đầu còn lại chỉ có một cái đầu ban đầu đinh tán có mũ thôi, cái đầu còn lại là mình sẽ tạo sau cùng sau khi đã ghép cái hai chi tiết các chi tiết lại với nhau. Thì cái này dùng khuôn hoặc là dùng búa tán cái đầu còn lại của đinh tán thành mũ. Rồi cái phần mối ghép tiếp theo lỗi không tháo được đó là mối ghép bằng hàng, thì cái phần này giảm tải, chúng ta tự đọc sách giáo khoa nha. Có liên kết rồi, có mục tiêu đây. Các bạn phương pháp tán đinh tán nóng. Đầu tiên là người ta phải khoan lỗ giữa các tấm thép cần tán lại với nhau. Đây là người ta nung nóng đinh tán lên. Sau đó là người ta sẽ cho cái máy ép đầu đinh tán. Thế tại sao phải nung nóng đinh tán? Vì nung nóng đinh tán thì người ta tán mới dễ, và thứ hai là khi nóng thì thép nở ra rất nhiều. Nhưng mà khi trời về nhiệt độ thường thì nó co lại, như vậy sẽ làm cho kết cấu càng chặt hơn nữa, càng gắn bó tốt hơn nữa. Chúng ta nhìn là đầu tiên người ta phải nung nóng đinh tán đỏ rực lên, sau đó người ta cho đinh tán vào các lỗ người ta đã khoan này, và sau đó dùng máy để ép chuyển đầu đinh tán ra, làm cho cái đầu đinh tán này nó ép sát hai tấm thép hoặc các tấm thép cần liên kết với nhau, gắn chặt lại. Chúng ta nhìn thấy đinh tán đây là đinh tán mũ chọc cầu đúng không ạ? Đinh tán này sẽ giúp cho cái việc liên kết giữa các thanh thép sẽ chặt chẽ hơn, tuy nhiên là nó sẽ tốn diện tích hơn trong nhiều trường hợp. Giới thiệu các bạn phương pháp tán Rồi, đinh tán nóng. Đầu tiên. như vậy thì chúng ta đã vừa xem cái clip cách ghép đinh tán và tạo của mũ đinh tán. Rồi tiếp theo chúng ta đi tìm hiểu phần đặc điểm và ứng dụng. Đặc điểm và ứng dụng nha. Thì mối ghép đinh tán được sử dụng rất nhiều trong các vật dụng đồ dùng gia đình. Các bạn thấy là mấy cái cán dao nè, người ta dùng đinh tán, người ta tán cái cán nha, cán dao, lưỡi kéo nè, và cái những cái quay nồi nè. Những cái quay nồi với cái nắp nồi nè, đó ta tán ha. Ứng dụng là được sử dụng những chi tiết nào mà không hàn hoặc là khó hàn. Rồi ứng dụng ở trong những cái nồi hơi nè các bạn, những cái nắp nồi hơi là thì có sử dụng đinh tán đó. Sử dụng đinh tán. Đặc điểm là mối ghép chịu được nhiệt độ cao được. Rồi chúng ta đi ngang mấy cái cầu, chúng ta thấy những cái sông trắng, sông chặn, ngang dọc rồi đó, ngang dọc rồi, chúng ta thấy là hầu như là sử dụng các mối ghép đinh tán ở trên những cái thành cầu, và thường là những cái chi tiết chịu lực lớn, đó, mối ghép chịu lực lớn và lực chấn động mạnh. Rồi chúng ta sẽ ghi cái ý đặc điểm đó và ứng dụng của nó và ghi nhớ. Rồi thì tiếp theo là thầy giới thiệu về mối ghép ren. Đây là mối ghép sử dụng bu lông và đai ốc có ren để ghép lại. Đây hai chi tiết ghép nè, chi tiết 1, chi tiết 2 có sử dụng vòng điểm. Đai ốc là đây, bu lông nè. Rồi thì cái hình ba cái mối ghép ren trong sách mình có nè, là chúng ta sẽ đi tìm hiểu ba mối ghép này có tên gì. Đầu tiên là tìm hiểu cấu tạo,
Rồi chúng ta quan sát ba cái hình này, chúng ta cho biết mối ghép ren gồm có những loại nào. Thì có cái loại mối ghép thường gặp nhất đó là có mối ghép bù lông này. Thứ hai là mối ghép này là mối ghép vít cấy, chúng ta thấy cái vít cấy là cái đầu nó nhọn nhọn này, một cái đoạn nó có ren, đoạn này không có ren ha. Và phía trên có đại ốc. Và thứ ba là mối ghép đinh vít. Đây đinh vít. Thì đinh vít nó chi tiết này nó ngắn hơn, vít ngắn hơn, có một đoạn ren ở giữa. Có một đoạn ren ở phía đầu. Còn đoạn còn lại không có ren. Trên này có vít, nó xẻ rãnh ở giữa để dùng tu vít dẹp, chúng ta siết hoặc là tháo. Rồi, đây là minh họa chú thích các bộ phận khi sử dụng mối ghép bù lông đại ốc. Đại ốc là chi tiết số 1. Vòng đệm là chi tiết số 2. Rồi chi tiết 3 và 4 là chi tiết ghép. Số 5 là bù lông. Rồi như vậy chúng ta ghi ra mối ghép bù lông sẽ gồm 5 chi tiết vừa rồi. Đại ốc, vòng đệm, chi tiết ghép và bù lông. Rồi chúng ta quan sát. Đây những cái chi tiết được tháo rời ra thì mối ghép này là mối ghép vít cấy. Đây cái con vít cấy nè, con vít cấy nè. Thì mối ghép vít cấy cũng gồm có đai ốc, vòng đệm, chi tiết ghép và vít cấy. Vít cấy là chi tiết số 6. Còn mối ghép này là mối ghép đinh vít nè, chúng ta thấy những con đinh vít nè. Cái đinh vít này thì nó có bốn cạnh, cái đầu nó bốn cạnh ha. Vậy sử dụng là vít bạc ke, vít bốn cạnh gồm chi tiết ghép 3, 4 và đinh vít. Đó, chi tiết ghép đinh vít hai con đây. Rồi còn bên đây có vòng đệm ha, vít cấy, đai ốc, hai chi tiết ghép. Rồi chúng ta sẽ ghi lại cái phần cấu tạo của mối ghép bù lông và mối ghép vít cấy. Rồi mối ghép đinh vít thì đơn giản hơn, các chi tiết được ghép là 3-4 rồi đinh vít số 7. Thì chúng ta đi phân biệt cái điểm giống nhau và khác nhau giữa ba loại mối ghép vừa rồi: bù lông, vít cấy và đinh vít. Giống nhau là đều để ghép nối các chi tiết bằng ren, khi ghép đều luồn qua lỗ của chi tiết ghép 3, ghép hai chi tiết 3 và 4 lại. Rồi khác nhau, chúng ta nhớ những cái điểm này, phần giống nhau khác nhau để chúng ta có thể làm cái bảng so sánh. Rồi chúng ta coi cái bảng nha. Đối với mối ghép bù lông thì chi tiết 4 không có ren. Chi tiết 4 không có ren. Mối ghép vít cấy thì chi tiết 4 sẽ có ren. Mấy bạn nhớ nha. Mối ghép đinh vít thì chi tiết 4 có ren nhưng mà không cần đai ốc. Đấy, đó là điểm khác nhau. Rồi chúng ta coi cái hình động mối ghép bù lông. Tháo rồi chi tiết ghép lại. Cái miếng mỏng mỏng nhất là cái vùng đệm ở lông đền nè các bạn. Các bạn thấy rõ không? Đây là chụp đứng nè. Này để ngang ghép nè. Rồi mối ghép vít cấy nè, coi cách ghép nè. Các bạn thấy là cái lỗ của chi tiết ở bên dưới là nó không có khoan xuyên, nó khoan có nửa chừng thôi. Rồi gắn vít cấy vô. Các bạn coi cái hình chụp đứng nè. Khoan có phần nửa chiều dày của chi tiết ở bên dưới thôi. Đó. Rồi hình này cũng có cái vùng đệm để vô nè, có đai ốc nè. Chúng ta thấy hình dung chưa, cách ghép chưa? Rồi mối ghép đinh vít thì cách ghép nó đơn giản hơn. Nó khoan cái xuyên qua hai chi tiết ghép nè. Rồi vặn vô. Rồi. Như vậy đó là điểm giống nhau và khác nhau. Thì đặc điểm ưu điểm của nó là có những cái gì? Thứ nhất, mối ghép bằng ren có cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp. Rồi khi nào ta dùng mối ghép bù lông vít cấy hoặc là đinh vít? Mối ghép bù lông dùng để ghép các chi tiết có chiều dày không lớn và cần tháo lắp. Còn mối ghép vít cấy được dùng những chi tiết bị ghép có chiều dày quá lớn, nhớ nha, chiều dày quá lớn. Còn mối ghép đinh vít dùng cho những chi tiết được ghép thì chịu lực nhỏ. Rồi B, đặc điểm vận dụng.
Phần đặc điểm chúng ta ghi ra, mối ghép ren có cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp. Ứng dụng thì mối ghép bu lông dùng để ghép chi tiết chiều dày không lớn và cần tháo lắp. Mối ghép vít cấy dùng để ghép chi tiết có chiều dày lớn hoặc là quá lớn. Còn mối ghép đinh vít dùng cho những chi tiết ghép chịu lực nhỏ. Rồi chúng ta hãy tìm hiểu coi một số ứng dụng của mối ghép bằng ren trong thực tế. Rồi chúng ta quan sát hình. Đây. Chúng ta thấy chụp ở bộ phận cái cổ lái xe đạp này. À, tay cầm dưới cái cọc lái nè. Rồi đây là cái phích cắm là chỗ vị trí này có sử dụng ren nè. Để ghép cái hai cái nắp của phích cắm. Này. Rồi, đây là một cái phần bên cái máy cái lốc máy xe đà nè. À, cái máy xe đà. Rồi đây là cái quạt máy không các bạn ha. Ở có cái chốt con đề ốc này, rồi có ren gắn ở vị trí này. Như vậy là trong cuộc sống các vật dụng xung quanh chúng ta khá nhiều chi tiết sử dụng ren. Rồi đối với trên xe đạp thì chúng ta coi. Coi kỹ một lần nữa nha. Đó, chúng ta thấy là có ren nè. Đây, chỗ bánh sau xe đạp cái trục sau nè. À, chỗ là giữ hai cái cạch te nè. Che chắn cái sên đó. Đó, chỗ phanh tròn là những cái chi tiết sử dụng mối ghép ren. Rồi trên xe máy chúng ta thấy toàn bộ cái lốc máy của xe Honda, xe gắn máy thì chúng ta thấy rất nhiều vị trí được siết con đai ốc hoặc vít bằng ren. Đó, chúng ta thấy quá nhiều vòng đỏ luôn. Rồi như vậy là chúng ta vừa xem qua các chi tiết có ren, những cái đồ dùng, những cái thiết bị sử dụng mối ghép ren. Rồi hướng dẫn ở nhà thì mấy bạn chép và học bài theo nội dung file Word đã up trên trang lớp học kết nối và trả lời những cái ý về cấu tạo đặc điểm ứng dụng mối ghép đinh tán, mối ghép ren, chỉ ra mối ghép đinh tán, mối ghép ren xung quanh của em hoặc trên chiếc xe đạp của em. Mối ghép hàng chúng ta bỏ qua ha, đọc trước bài 27 mối ghép động. Bài học của tuần này đến đây là chấm dứt. Xin chào và tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở tuần 13.